Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay em xin giới thiệu với tất cả quý vị và các bạn một chiếc máy rất là hữu ích trong mùa hè này, khi thời tiết rất là nắng nóng, rất là gay gắt và chúng ta bị cắt điện luân phiên liên tục. Thì việc phải dùng một chiếc máy phát điện nhỏ nhỏ này không sử dụng được điều hòa, tuy nhiên nó sẽ sử dụng được những cái thiết bị như là quạt hay bóng đèn để phục vụ cái nhu cầu tối thiểu của con người của chúng ta, tránh trường hợp mất điện chúng ta không có bất kỳ cái thiết bị gì để chúng ta có thể làm dịu cái cơn nắng mùa hè này. Thì chiếc máy phát điện 950W chính là cái sự lựa chọn. Thì bây giờ hôm nay em sẽ test chiếc máy này. Đó, và em có mang một cái nồi cơm ra. Đó. Hè thì chúng ta mất điện phải ăn bún liên tục, cho nên là rất là khó chịu, và em sẽ test chiếc máy để chạy nồi cơm. Thì cái nồi cơm này nhà em đã mua cách đây khoảng hơn 10 năm rồi. Và công suất cái ngày đó mua về trên thông số nó là 630W. Tuy nhiên là sau 10 năm sử dụng thì khả năng chiếc nồi này nó sẽ ăn điện nhiều hơn 630W. Vì vậy chiếc máy này nó chỉ đạt công suất khoảng 650 đến 950W. Chạy xem nó có chạy được không. Đó. Và khi chạy thì máy nó sẽ như thế nào. Hôm nay em test luôn cái máy này và một dàn quạt đằng sau. Thì nhìn chung các bác mà sử dụng chiếc nồi cơm điện này thì em nghĩ là chúng ta sẽ nên hạn chế những cái thiết bị đi kèm. Chúng ta sẽ chỉ sử dụng cái nồi này thôi. Thì nếu mà chúng ta sử dụng nhiều quá sẽ quá tải sẽ cháy cái IC này, rất là hại, rất là nguy hại, và chúng ta sẽ mất tiền để mua những cái thiết bị thay thế. Đó. Thì đầu tiên khi sử dụng chiếc máy này, các bác lưu ý chúng ta sẽ phải mở van xăng và chờ một xíu để cho xăng nó dồn nung chế, nó cũng là đóng gió nó dần nổ thôi. Đó, bây giờ em sẽ test luôn cắm điện trước nồi cơm điện này. Bây giờ khả năng nó phải ăn đến 700W rồi, hơn 700 rồi, 10 năm sử dụng chiếc máy nó kiểu gì nó sẽ bị tăng cái lượng điện tiêu thụ lên do chiếc nồi nó sử dụng nhiều năm. Đó. Thì chúng ta sẽ bật công tắc các bác nhé, đóng gió này, dần nổ. Rất là dễ đổ thôi. Khi mới đầu tiên chúng ta đổ đây, máy nó chưa có tải, chạy rất là êm. Các bác chờ một xíu, chờ khoảng 20 giây đúng không em? Và chúng ta nhìn cái nguồn điện này, cái lượng điện này, cái nguồn điện này 220V chuẩn này. Các bác sẽ xài thôi. Các bác sẽ cắm. Đó. Bây giờ nhá, cắm các bác sẽ bật nồi cơm giúp em nhá. Và nhìn cái máy này nó sẽ rú lên nhé. Đó. Đây là khi mà cái máy phát đang chạy gần như tối đa công suất nhé. Và khi chúng ta sử dụng chúng ta chỉ lên bật thêm một cái quạt con thôi, không nên sử dụng quạt to nhé. Đó. Các bác sẽ sử dụng một cái nồi cơm và một cái quạt khoảng chừng 40 đến 50W thôi. Cứ xài con này nữa là sập máy đấy. Máy nó chạy khá to, tuy nhiên nó vẫn rất là êm. Hiện tại bây giờ là chiếc nồi của nhà em thì là 630, tuy nhiên là sau 11, 12 năm sử dụng khả năng nó sẽ lên đến 700 rồi. Và thêm cái quạt kia nó rơi khoảng 40W nữa. Thì hiện tại là chiếc máy này chạy gần như mắt công suất đấy các bác. Mà nó cũng rất là êm thôi. Khói nó sẽ ra nhiều hơn sau chúng ta chạy tải cho chúng ta. Chạy gần như mắc tải nhá, điện áp thì vẫn đủ 220, cho nên là chúng ta yên tâm nhá. Khi mà điện áp nó bị tụt xuống khoảng dưới 200 ấy là bắt đầu là máy nó bị quá tải, là chúng ta phải tắt bớt các thiết bị đang sử dụng. Thế em chỉ gảy nồi cơm lên cái là sẽ êm nhá. Đó. Đấy, các bác có thể thấy là chiếc nồi cơm điện này nó tốn rất là nhiều điện, cho nên là nó máy nó rất là nặng, máy kêu rất là to. Thử lại lần nữa nhá. Rõ ràng luôn. Tuy nhiên là cái kim đồng hồ nó vẫn đủ 220, anh em sử dụng bình thường. Chiếc máy phát điện này nhỏ gọn và nó chạy rất là êm. Vì vậy là các chung cư mà mất điện rất là nguy hiểm, chúng ta sắm một chiếc máy phát điện này, chúng ta đặt ngoài ban công để chúng ta dòng dây vào, chúng ta sử dụng quạt hay đèn rất là tuyệt vời. Cứ mùa
hè nóng này mà ở chung cư không có cây cối gì mà mất điện thì rất là nguy hiểm các bác nhé. Đó thì những cái con dòng mắc tải này này, hay còn nước này chạy máy sẽ rú nhiều hơn. Và những con êm tải, nhẹ tải như con quạt này, hay các cái bóng đèn, hay là những cái dây sạc điện thoại này không hết bao nhiêu điện đâu các bác, thì nó chạy rất là êm, rất là nhẹ nhàng thôi. Đó. Đấy, máy chạy rất là êm rồi, tức là chúng ta có thể xài yên tâm, không sợ hàng xóm phàn nàn là vấn đề ồn ào. Những cái máy phát điện lớn chạy bằng xăng nó kêu khủng khiếp luôn các bạn, kêu cả xóm nghe thấy luôn. Đó, bây giờ anh test thử quạt nhé. Đó. Thì cái quạt cái lượng điện tiêu thụ của nó cũng bình thường thôi, cho nên là nó không kêu có, nhưng mà khi chúng ta sử dụng quạt nước rồi, khi các bác sử dụng quạt nước rồi chúng ta lưu ý không sử dụng nồi cơm nhé. Nếu chúng ta sử dụng nồi cơm chúng ta chỉ dùng quạt thường thôi, thì chúng ta dùng quạt nước nữa thì khả năng nó sẽ bị quá tải, rất là dễ bị cháy IC nhé, rất là nguy hại. Đó, sau khi xài xong các bác rút điện ra này, và đầu tiên là các bác sẽ khóa xăng, sau đó chúng ta sẽ bật. Đó, như vậy là chúng ta đã hoàn thành việc sử dụng và chúng ta tắt máy đi. Thì con máy này hôm trước em đã test chạy khoảng chừng 6 đến 7 tiếng đồng hồ, vẫn ngon, vẫn êm, bình thường, không vấn đề gì cả. Và em xin báo giá sản phẩm công khai luôn. Con máy phát điện 950W Vinafarm, hàng chính hãng công ty, có giấy tờ bảo hành đầy đủ, giá 3.300.000 bao ship. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt hàng, quý vị vui lòng liên hệ theo số điện thoại được ghi dưới màn hình để tư vấn và hỗ trợ cũng như đặt hàng. Cảm ơn các bác xem hết video bên em.